Thần tài rót lộc, năm con giáp trúng đậm liên tiếp sau ngày mùng 10 tháng riêng, đổi đời đại gia, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À quý vị thân mến, chúng ta biết ngày mùng 10 tháng riêng là ngày vía thần tài. Và trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp cực kỳ may mắn tài vận hanh thông, cầu gì được nấy sau ngày mùng 10 tháng riêng sau ngày vía thần tài. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. À, xin được vỗ tay chúc mừng tất cả những con giáp có tên trong chương trình ngày hôm nay, bởi các bạn chính là những người may mắn nhất sau ngày vía thần tài mùng 10 tháng riêng năm 2024. Thời gian tới, các bạn chính là những đứa con cưng của thần tài, đứa con cưng của thần may mắn nên chỉ cần các bạn nỗ lực tận tâm cống hiến cho công việc thì sẽ thu về những cái kết quả cực kỳ là xứng đáng. Người đi làm hưởng lương thì sẽ dễ được cấp trên trọng dụng, cất nhắc, đề bạt, tăng lương, tăng thức, tăng lương, thăng chức, tăng thưởng. Những người làm ăn kinh doanh thì sẽ gặp được nhiều cái cơ hội để làm giàu, để phát tài. Một số người còn may mắn được trúng số đổi đời ngay sau cái ngày vía thần tài này. Một vài con giáp còn được thần tài ban lọc chúng lớn liên tiếp đếm tiền mỏi tay. Về phương diện tình cảm thì những người có gia đình ý, thì cuộc sống vợ chồng sẽ ngày càng hạnh phúc viên mãn. Người độc thân thì khả năng cao sẽ được ông Tơ bà Nguyệt xe duyên sớm tìm được một người ưng ý. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên sau cái ngày vía thần tài không ai khác đó chính là những người tuổi Tý. À, thưa quý vị nói chung ấy sau ngày vía thần tài thì những người tuổi tý có được một cái nguồn năng lượng dồi dào nhờ được chính ấn nó soi chiếu nó độ mệnh đặc biệt à, cái việc lập kế hoạch công việc cho cái năm mới cũng được gì diễn ra xuân sẻ và anh thông và cầu được ước thấy à, các bạn có thể thử sức của mình với những cái lĩnh vực mới và các bạn sẽ không ngờ là mình khai phá được cái tiềm năng cái sức mạnh của chính bản thân mình mà từ trước đến giờ các bạn đã bỏ qua Nói chung ấy, trong cái thời gian này thì bất cứ công việc nào các bạn đều làm hết mình, hoàn thành tốt những cái việc mà các bạn đang chịu trách nhiệm. Thời điểm này sẽ có nhiều cặp mắt đang hướng về các bạn và sẵn sàng để bạn các bạn lên vị trí cao hơn, tốt hơn. Đó. Nhờ đó mà cái thu nhập của những người tuổi Tý trong thời gian này cũng sẽ tăng trưởng đáng kể do các bạn có nhiều khoản thu từ nhiều nguồn khác nhau. Dù là người làm công ăn lương hay là những người kinh doanh buôn bán, cũng sẽ đều trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Kèm theo đó là không ít thì những khó khăn, những vất vả. Nhưng bù lại thì cái nỗ lực của các bạn cũng đem về những cái thành quả xứng đáng khi mà cái tài lộc nó được vượng tiến một cách rõ ràng. Với những người làm công việc cố định, bên cạnh cái khoản lương thưởng các bạn nhận được đều đặn, à các bạn có thể nhận được thêm những khoản thưởng cộng dồn. Đó. À, vì vậy mà các bạn hãy đừng có ngần ngại cố gắng nỗ lực hơn nữa. Nhìn chung ấy với cái mức thù lao của những người tuổi Tý trong cái thời gian này khá là lý tưởng sau ngày viết thần tài. À, với những người làm ăn kinh doanh ấy, thì hàng hóa nói chung ấy trong cái dịp đầu năm ấy nó cũng khá là bận rộn. Đấy cho những cái kế hoạch mới cho những công việc mới thì đây cũng là một cái dấu hiệu tích cực cho thấy là những người tuổi Tý có thu nhập khá là tốt trong thời gian này. Chỉ cần các bạn cẩn trọng trong cái bước tính toán kiểm kê sổ sách và gì, tính toán cái lượng hàng hóa bán ra thì cái thu nhập của các bạn cũng sẽ không hề nhỏ một chút nào. Bên cạnh đó, sau ngày viết thần tài thì có nhiều cái khoản cần phải chi. Đấy, vậy nên là gì? Tùy theo khả năng của mình, các bạn cũng cần phải cân đối. Không nên tiêu xài một cách hoang phí, đó. Bên cạnh đó thì nói chung ấy, đây là một cái thời điểm khá là may mắn, khá là tốt lành với những người tuổi tí. Tiền bạc công việc thì đều được thuận lợi và anh thông lại thêm được gì cái cục diện ngũ hành nó tương sinh nên là cái vận trình tình cảm của những người tuổi Tý trong thời gian này cũng khá là rực rỡ những người độc thân ấy, thì nhờ có thể là gặp được cái đối tượng như ý không chỉ nhân duyên được vượng với người khác giới mà gì các mối quan hệ xã giao cũng khá là hài hòa bản mệnh quen được nhiều người bạn tốt giúp đỡ khá nhiều trong cái lúc gặp hoạn nạn khó khăn à, đây cũng là một cái tín hiệu tốt trong cái dịp đầu năm hứa hẹn những người tuổi Tý sẽ có những cái bứt phá mới thành công mới trong công việc cũng như là trong cuộc sống vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân vòng này được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ở trong cái năm 2024 năm giáp thìn này đó là những người tuổi tý con giáp may mắn đầu tiên tiếp theo con giáp may mắn thứ hai sau ngày vía thần tài không ai khác đó chính là những người tuổi sửu à, kính thưa quý vị nói chung ấy những người tuổi sửu sau ngày mùng 10 tháng riêng cũng gặp cái vận may về tiền bạc nhờ được tài tinh nó chiếu mệnh cái vận trình tài lộc thì từ giờ đến cuối năm nó được càng được dồi dào hơn các hạng mục đầu tư kinh doanh cũng sẽ thuận lợi đem đến cho những người tuổi sửu một cái nguồn thu nhập khá là rùng rỉnh. Hơn nữa, các khoản lương thưởng hậu hĩnh cũng sẽ giúp cho những người tuổi sửu gia tăng cái khối tài sản của mình lên. À, thêm nữa, à, công việc trong thời gian này thì nó đều diễn ra một cách trôi chảy thuận lợi. Con giáp này không gặp phải quá nhiều khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Bản mệnh có thể làm việc gì từ tốn và chậm rãi hơn để cảm nhận rõ ràng được những cái thay đổi xung quanh mình. Đó cũng là một cái sự đánh giá tổng quan trong công việc ở cái thời điểm đầu năm này. Nói chung với công việc trong cái thời điểm đầu năm này nó cũng thuận lợi, tất nhiên nó cũng sẽ kéo theo cái tài lộc được tăng tiến. Những người tuổi sửu chắc chắn sẽ nhận được những cái trái ngọt thu về. Đó. Và với cái việc là gì? Được tài tinh nó chiếu mệnh. Vậy nên là những người tuổi sửu sẽ thu hút khá nhiều lộc lá về tay, kinh doanh buôn bán thì thuận lợi, buôn may bán đắt, thu tiền mỏi tay. À, các hoạt động cầu tài diễn ra trong thời gian này cũng khá là thích hợp nói chung là gì các cụ nói là gì vạn sự khởi đầu nan nhưng mà với những người tuổi sửu trong cái dịp đầu năm cũng được thuận lợi hanh thông nên đây cũng là một cái thời điểm mà những người tuổi tuổi sửu nên ăn mừng luôn đặc biệt là những người buôn bán kinh doanh thì cũng được dự báo là sẽ có nhiều cái vượng khí hơn à, trong khi đó những người làm công việc cố định thì hoàn toàn hài lòng về cái mức thu nhập hiện tại từ cái công việc chính của mình À, nói chung trong thời gian này thì cái cơ hội kiếm tiền làm giàu khá nhiều. À, đôi lúc ấy nó còn ập tới khiến cho những người tuổi xỉu choáng ngợp và đôi khi phải lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Cơ hội nhiều và có sẵn như vậy. Vậy nên à, cái vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là cái thứ phù hợp với mình. Không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc. Các cụ nói gì thì tham thì thâm. À, việc hợp tác với người khác ấy chưa chắc các bạn đã thành công nếu mà làm theo nên là các bạn cũng cần phải có đánh giá nhất định chỉ cần các bạn bình tĩnh suy nghĩ một chút các bạn hoàn toàn có thể tìm ra cái hướng đi mới phù hợp với bản thân mình thêm nữa cái vận trình tình cảm của những người tuổi xỉu trong thời gian này nó cũng chỉ dừng lại ở cái mức trung bình những người độc thân thì vẫn cô đơn lẻ bóng à, chưa có bất cứ cái dấu hiệu nào được khởi sắc à, thêm nữa cái vận trình sức khỏe của những người tuổi xỉu thì quý vị cũng nên chú ý đến cái chế độ dinh dưỡng để đảm bảo cơ thể của mình luôn đủ chất tốt nhất là các bạn cũng nên gì ăn uống thanh đạm và tích cực luyện dục tập thể dục thể thao một cách đều đặn để gia tăng thêm sức khỏe cho mình. À, vì thế để gia tăng thêm cái may mắn và tăng cường thêm cái tài lộc của mình ấy thì những người tuổi sửu hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi sửu đó là con giáp may mắn thứ hai sau ngày vía thần tài tiếp theo con giáp may mắn thứ ba sau ngày vía thần tài không ai khác đó chính là những người tuổi dần à, quý vị thân mến trong cái thời gian mà sau ngày vía thần tài sau ngày mùng 10 ấy, thì những người tuổi dần cảm thấy là hăng hái khi bắt tay vào bất cứ cái nhiệm vụ nào các bạn có cái sự chủ động với công việc dưới cái sự tác động của gì của cắt tinh à, con giáp này gần như là trở thành người tiên phong truyền cảm hứng cho mọi người trong tập thể à, mọi người đều cảm thấy rõ cái nguồn năng lượng dồi dào từ những người tuổi dần hơn nữa với cái bản tính hiền lành vui vẻ các mối quan hệ xã giao của những người tuổi dần thì vẫn đang phát triển khá là thuận lợi vì vậy khi mà đối diện với khó khăn thì các bạn cũng không nên quá lo lắng bởi xung quanh các bạn sẽ có những người sẵn sàng đứng ra giúp đỡ mình đấy giúp đỡ các bạn đi đúng đường đúng hướng quan trọng là các bạn sẽ tận dụng những cơ hội đó ra sao mà thôi. À, thưa quý vị, công việc thì được thuận lợi hanh thông, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là cái vận trình tài lộc của những người tuổi dần ấy cũng có nhiều cái chuyển biến tích cực. Dù trong thời gian này bất kỳ các bạn làm trong lĩnh vực gì, trong ngành nghề nào thì cũng được cát tinh nó chiếu mệnh, vì thế mà quý vị sẽ có nhiều cái cơ hội kiếm tiền đầy túi, đấy. Chỉ cần quý vị kiên trì tỉnh táo thì không phải lo lắng về vận trình tiền bạc. Với những người làm công việc cố định thì công việc nó ổn định, đâm ra là thu nhập của những người tuổi dần ấy, cũng vẫn được đảm bảo. Bên cạnh đó lại còn có thêm nhiều khoản thưởng, khoản hoa hồng nữa. Chỉ cần các bạn chăm chỉ thì không lo thiếu ăn, thiếu mặc. Bên cạnh đó thì các bạn cũng nên quản lý chi tiêu một cách hợp lý thì tiền bạc vẫn được coi là dùng dính trong thời gian này. Còn với những người làm ăn kinh doanh ấy, thì nói chung ấy vẫn thu về lợi nhuận đáng kể. Các bạn có thể nảy ra nhiều cái ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện cái chất lượng cuộc sống của mình Đấy. và cải thiện cái đưa mình đến một cái nước thang giàu có. À, tuy nhiên, các bạn cũng cần phải chú ý, thời điểm này thì vẫn chưa thích hợp để mở rộng cái mối quan hệ làm ăn kinh doanh hay là đầu tư mới. Đặc biệt là những hạng mục kinh doanh rủi ro cao. Những khoản đầu tư của các bạn ban đầu có vẻ hứa hẹn nhưng mà ấy, À, quý vị cũng cần phải để ý những cái rắc rối nó kèm theo phía sau đó à, khi mà có những cái quyết định quan trọng thì các bạn cũng đừng nhìn ở hiện tại mà nên tìm hiểu kỹ càng trước khi mà đưa ra cái quyết định lớn các cụ nói rồi cẩn tắc vô ấy náy cẩn thận thì không bao giờ là thừa cả nó sẽ giúp cho các bạn hạn chế được nhiều cái rắc rối về sau à, thêm nữa cái chuyện tình cảm của những người tuổi dần trong thời gian này thì các bạn nên bình tĩnh khi mà nói chuyện với nửa kia đặc biệt là khi đôi bên có những cái bất đồng ý kiến, quý vị đừng có hành xử độc đoán khi mà khăng khăng bắt đối phương phải theo cái ý kiến riêng của mình, bởi chưa chắc mọi quan điểm của các bạn cũng đã là đúng. đấy, các bạn cần phải đặt mình vào vị trí của đối phương để mà cân nhắc, khi đó thì mới có được một cái hạnh phúc trọn vẹn và và lâu dài hơn. Vì thế để bảo vệ cái hạnh phúc của mình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc, thì những người tuổi dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi cho những người tuổi dần. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư sau ngày vía thần tài không ai khác đó chính là những chú ngựa những người tuổi ngọ À, quý vị thân mến, uh, sau cái vía thần tài ấy, thì những người tuổi ngọ lại được tam hợp cục nó độ mệnh, nó giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi ngọ sẽ được sự báo là gặp nhiều cái may mắn trong công việc và trong cái sự nghiệp của mình. Đấy. Uh, quý vị cần phải hoàn thành ngay những cái việc quan trọng trong thời điểm này. Thậm chí có những cái việc mà bản mệnh nghĩ rằng khó mà tìm ra cách giải quyết thì cuối cùng lại được tháo gỡ một cách nhanh chóng do được gì? Quý nhân tương trợ giúp đỡ. À, các bạn có thể tự hào với những cái thành quả mà mình đạt được sau ngày viết thần tài này à, trên phương diện tài lộc thì cái sự khéo léo cũng sẽ giúp cho những người tuổi ngọ thu về cái lợi nhuận mà quý vị cũng không thể ngờ tới dù đôi khi cũng phải đánh đổi chút ít nhưng mà các bạn không tính toán quá nhiều để hướng đến một cái mục tiêu xa hơn ngoài ra ấy, những người tuổi ngọ cũng cần phải chú ý khi mà lựa chọn đối tác tin cậy bởi cái điều đó nó quyết định cái phần lớn cái thành công của các bạn trong thời gian này à, con dân này đã có được cái bước tiến quan trọng trong cái cuộc sống của mình nhất là với những ai mà mạnh mẽ quyết liệt sẵn sàng đi tắt đón đầu ấy, thì cái cơ hội nó mở trước mắt thu về bội tiền trong thời gian này à, bên cạnh đó thì quý vị cũng cần phải chú ý đến một vài cái thông tin à, nhưng mà quý vị yên tâm do được nguyệt lệnh nó ủng hộ nó mang lại cho những người tuổi ngọ cái sự tự tin cái sự tích cực cho bản mệnh Nhờ thế mà các bạn sẽ gây được ấn tượng tốt với mọi người à, Không những thế mà các bạn còn khá là chủ động trong cái cơ hội Nên là cái vận may nó cứ thế này ngày càng nhiều thêm Đặc biệt là sau ngày mùng 10 tháng riêng Lại được cục diện tam hội nó hỗ trợ Vậy nên là gì? Nó sẽ kéo theo cái mối quan hệ của những người tuổi ngọ trở nên tốt đẹp hơn à, Các bạn có thể hóa giải được những cái căng thẳng, những cái khúc mắc trước đây Thậm chí những cái hiểu lầm cũng có gì? Dịp được giải bày, được tâm sự Nhờ thế mà có được nhiều cái sự thấu hiểu lẫn nhau nhiều hơn Bên cạnh đó, trong chuyện tình cảm thì có nhiều cái cutting nó mang lại Nó cũng sẽ giúp cho cái con đường tình cảm của những người tuổi ngọ cũng khá là tốt lên Đấy, Mang lại nhiều tim vui về chuyện tình cảm mà các bạn đã mong chờ từ bấy lâu nay Nhiều người độc thân thì may mắn thoát được cái cuộc sống tẻ nhạt Và thoải mái trong cái việc là tìm hiểu cái đối đối tượng mới à, Thưa quý vị, bên cạnh đó lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh vậy nên con giáp này cũng đón khá nhiều điều viên mãn trong cái chuyện tình cảm nếu mà còn độc thân ấy, thì những người tuổi ngọ sẽ được giới thiệu cho những cái mối nhân duyên phù hợp à, các cặp đôi trong thời gian này thì cũng ở bên nhau tình cảm à, tình cảm thì ngày càng gắn kết và khó thể chia lìa à, mọi cái hiểu lầm mọi cái khúc mắc từ trước đó cũng đều được giải quyết đều được hóa giải mang lại cuộc sống hạnh phúc viên mãn cho những người tuổi ngọ vì thế để gia tăng thêm cái may mắn gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh ngộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ đó là con giáp may mắn thứ tư sau ngày viết thần tài à, tiếp theo con giáp may mắn thứ năm sau người viết thần tài thì đó chính là những người tuổi Tuất. À, quý vị thân mến, nhờ được cục diện tam hội nó che chở nó xoay chiếu, vậy nên những người tuổi Tuất không phải quá lo lắng về bất cứ cái vấn đề nào trong cái thời gian so với thần tài. Đó. Bởi vì cái vận khí của các bạn nó cũng đang được đi lên trông thấy, công việc cũng diễn ra khá là suôn sẻ và dễ dàng hơn. À, các kế hoạch mà bản mệnh đang theo đuổi thì đều có những cái tín hiệu tích cực. Các bạn đang vận dụng khá là tốt cái kinh nghiệm cho cái sự linh hoạt của mình Thêm nữa, không chỉ công việc mà cái tin vui còn đến với những người tuổi Những người tuổi tuất ở cái phương diện tài chính Cái điểm báo tử vi nó cũng cho thấy Sau ngày viết thần tài thì cái việc làm ăn buôn bán kinh doanh Của những người tuổi tuất vô cùng là thuận lợi hanh thông Có những cái đơn hàng lớn để thu tiền về mỏi tay Đấy. Nhìn chung bản mệnh cũng không gặp phải cái trở ngại gì quá lớn trong thời gian này Đó trong thời gian này thì những người tuổi tuất thường đưa ra những cái quyết sách đúng đắn, những cái quyết định sáng suốt liên quan đến tài chính, đó là cái lý do mà không ít những người tuổi tuất thì có tiền bạc dùng dính. Các nguồn thu thì nó có lần lượt đổ về mỗi ngày. Kết quả này là hoàn toàn xứng đáng với những cái vất vả những cái công sức mà những người tuổi tuất đã bỏ ra trước đó. Các bạn bỏ công bỏ sức ra bao nhiêu thì cái nguồn thu nhập nó cũng sẽ gia tăng bấy nhiêu. Đó. Nhất là những ai mà duy trì được cái lối sống tiết kiệm ấy thì nói chung cũng không cần phải lo lắng tiền bạc nó khá là dùng dính. Đó. Thêm nữa, lại được nhiều cái cutting nó chiếu mệnh Vậy nên trong thời gian này, những người làm ăn kinh doanh buôn bán Thì cũng sẽ nhiều có nhiều cái cơ hội để phát tài, phát lộc Đạt được cái thành công rực rỡ Khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ Đây hoàn toàn là cái thành quả xứng đáng sau Những cái nỗ lực của những người tuổi tuất trong suốt thời gian trước đó Thì ngoài ra, thời gian này các bạn cũng có thể là gì Dùng một khoản tiền để làm từ thiện hoặc là gì Để gia tăng thêm cái may mắn cho mình Để giúp đỡ những người khác Đó nói chung ấy trong thời gian này thì cái vận trình tình duyên của những người tuổi tuất cũng khá là ổn định đây cũng là điều mà giúp cho những người tuổi tuất có được cái cảm xúc ổn định đấy và các cặp đôi ý, tuy không có nhiều cái thời gian ở bên nhau nhưng mà cả hai vẫn luôn làm tốt cái vai trò của mình cố gắng quan tâm và hỏi han người ấy à, giúp cho cái vận trình đấy. khi mà có cái hậu phương vững chắc thì những người tuổi tuất sẽ có một cái công việc cũng như là có cái động lực để mình tiến đến phía trước nhiều hơn. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi tuất hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi tuất. Đó là con giáp may mắn thứ 5 Tiếp theo con giáp may mắn thứ 6 Sau ngày viết thần tài không ai khác Đó chính là những người tuổi hợi à, Thưa quý vị Dưới sự hỗ trợ của cục diện lục hợp Thì những người tuổi hợi được ghi nhận công lao Nhờ cái quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của mình Cho cái sự nghiệp cá nhân Bản mệnh có thể được cấp trên quan trọng Vì cái tinh thần trách nhiệm cao Và cái sự nghiêm túc của mình nếu các bạn cởi mở hơn khi mà giao tiếp hoặc là tiếp thu ý kiến của người khác thì cái con đường thăng quan tiến chức của các bạn ngày càng được mở rộng hơn. À, trên phương diện tài chính thì cái các khiến loan tràn nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi, những người tuổi hợi đạt được những cái thành quả xứng đáng. Đó có thể là cái khoản tiền do cái công việc phụ của các bạn nó mang lại hoặc là những cái gì cái khoản đầu tư trước đó đó nói chung ấy là được thần tài chiếu mệnh nên là gì những người tuổi hợi sẽ gặt hái được không ít cái thành công Quý vị hãy coi đây là cái động lực để tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai. Thêm nữa, nói chung ấy, cái phương diện tài lộc của những người tuổi hợi là có nhiều cái dấu hiệu khởi sắc, nhất là những ai mà làm ăn ấy thì sẽ thu hút cái dòng tiền nó ùn ùn kéo đến với mình. Những người làm ăn kinh doanh thì có thể tận dụng cái ưu thế này chiếm được cái lòng tin của bạn hàng nên là cũng không cần phải dùng quá nhiều vốn nhưng mà vẫn có thể là gì hàng nó luôn chuyển một cách đều đặn à, tuy nhiên bản mệnh cũng không được chủ quan khi mà những người tuổi Hợi trong tháng này cũng gì cũng có một vài cái hung tinh nó chiếu mệnh nhất là trong các khoản chi tiêu lớn ấy. nếu không ấy thì cái kế hoạch tiết kiệm dù có kiếm tiền bao nhiêu chăng nữa thì cũng rất dễ bị bị bị, bị mất mát. À, các bạn hãy nhớ rằng cái việc kiếm tiền được bao nhiêu ấy nhưng mà cũng cần phải là gì tiết kiệm đấy cái tiết kiệm cũng là một cách để quý vị gì kiếm ra tiền bên cạnh đó thì những người tuổi Hợi trong thời gian này cũng cần phải chú ý đến cái sức khỏe của mình các bạn hãy nhớ rằng kiếm được bao nhiêu tiền nhưng mà nó không tốt cho sức khỏe thì cũng cần phải gì cũng cần phải cẩn thận đó à, vậy nên à, quý vị cũng cần phải có một cái kế hoạch luyện tập thể dục thể thao một cách đều đặn à, tích cực tham gia vào những cái hoạt động tập thể để gì để nâng cao thể trạng của mình để giúp cho con người mình được vui tươi hơn thoải mái hơn hòa hợp hơn từ đó cũng sẽ kéo theo cái vận may về tài lộc nó đến thêm nữa cái vận trình nhân duyên của những người tuổi hợi cũng khá là may mắn sau cái ngày biến thần tài có dân này cũng sẽ có được cái sức quyến rũ trời sinh. Những người độc thân thì nên cởi mở khi mà có người tiếp cận để đôi bên có cơ hội để tiếp xúc và trò chuyện với nhau nhiều hơn. Nếu mà đã có gia đình thì các bạn cũng luôn tin tưởng và cái nửa kia hạnh phúc gia đình cũng được duy trì nhờ cái tình cảm chân thành và cái sự trách nhiệm của cả hai. Đó. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ cái nhân duyên của mình thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi mã mùi để trợ vận hộ thân. Ở vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi. Đó là con giáp may mắn thứ sáu. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất sau ngày vía thần tài, ngày mùng 10 tháng riêng. đó Và đây là những con giáp gặp được cái vận may, được thần tài chiếu cố, thần may mắn gọi tên Dễ có cơ hội đổi đời giàu có đó là những tuổi sau. một tuổi tý 2 tuổi sửu 3 tuổi dần, 4 tuổi ngọ, 5 tuổi tuất và 6 là tuổi hợi. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. Sau ngày vía thần tài mùng 10 tháng riêng âm lịch. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.